Hello, xin chào các bác. Đào Cảnh Tây Bắc nhớ các bác quá rồi. Hôm nay lên cái video chuẩn bị cắt dăm cho cây, quay cho các bác cùng xem nhá. Rồi, thực sự là siêu đẳng cấp. Với những cái gốc liền thân như này rất là hiếm nha các bác ơi. Đấy, không biết là cây ở vườn nhà các bác khác thế nào nhờ. Đây, cây này thì đã cắt dăm một lượt rồi và chuẩn bị tiếp tục lượt dăm này nhá. Dăm này thì cũng dài lắm rồi. Bây giờ đang chuẩn bị qua cái đợt mưa này. Trên em là đang mưa ấy các bác. Qua cái đợt mưa này nó đỡ kiểu như đỡ bị xì mú ấy. Đó, sổi cây nuột chưa? Các bác có thể dành một lời khen cho em nó được không ạ? Em nó phải nói là xuất sắc. Cây liền thân này. Hàng cây này hiếm lắm các bác ơi. Năm nay mà bác nào mà sở hữu được gốc này thì đúng là quá chất luôn. Phải nói là một sự may mắn các bác ạ. Các bác tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của kênh Đào Cảnh Tây Bắc nhé. Em sẽ lên những siêu phẩm để cho các bác cùng ngắm và lựa chọn ngay từ bây giờ các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.